Rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình S Việt Nam. Hiện nay tôi đang ở thành phố Lạng Sơn. Vào thời điểm này ở Hà Nội thì thời tiết chỉ se lạnh thôi, nhưng ở Lạng Sơn thì mọi người đã bắt đầu mặc áo rét. Do không chuẩn bị gì cả nên tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng như thế này. Tuy nhiên trong thời tiết lạnh như thế này thì tôi đang nghĩ đến một món ăn rất đặc biệt của vùng đất Lạng Sơn, đó là món thịt lợn quay. Rất may mắn là hôm nay tôi có anh Đã Thanh Bình, người sẽ giúp tôi khám phá món ăn đặc sắc này. Nào chúng ta cùng đi. Em mình đi thôi. Hẳn các bạn đang rất tò mò là không biết tôi và anh mình đang đi đâu. Còn tôi thì rất là háo hức. Hãy theo chúng tôi để có câu trả lời. Lý do mà tôi cảm thấy rất háo hức từ lúc nãy giờ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến một chuồng lợn và dùng hoàn toàn đai bàn tay không của tôi để bắt lợn. Đây là giống lợn gì ấy? Đây là lợn Lai rồi, mẹ ta và bố lại lợn Tây. Wow. Rất là chắc. Và sờ nó không thấy xương nhô lên này, xương sống này nó không nhô lên này là lợn nó mẩy, nó ngon này. Vâng. Wow. Thế anh em mình sẽ bắt con này đúng không? Thì anh giúp em nhé, đây là đầu tiên em bắt lợn. Wow. Chú lợn đầu tiên có vẻ khá dễ tính. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như vậy. Bắt lợn quả là không dễ chút nào. Các bạn thấy đấy, việc chở lợn thì nó không khó lắm so với việc bắt lợn. Và trong cuộc đời tôi chưa chở một hành khách nào mà lại nặng và chồng chành và thỉnh thoảng lại còn kêu inh ỏi như thế này. Lợn sau khi đã được mổ và làm thịt sạch sẽ thì sẽ lên đòn. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ nhồi các nguyên liệu vào trong lợn. Một trong những điểm đặc sắc của món thịt lợn quay Lạng Sơn chính là lá mắc mật. Lá này rất là thơm. Bây giờ anh Bình sẽ giúp tôi nhồi các loại nguyên liệu vào trong con lợn này. Anh Bình cho em hỏi là ngoài lá mắc mật ra thì mình còn có các nguyên liệu nào khác ạ? Ngoài ra lá mắc mật thì mình còn có quả mắc mật này em ơi. Quả mắc mật này với lại tương, với lại hành khô một canh miền chính. Vâng. Xong ta sẽ cho lá mật vào và sát đều khắp con lợn. Cho thế này ấy. Ừ. Trong này ấm. Gia vị xong ta sẽ khâu lợn. Không phải kéo chặt vào này thì nó mới không chảy nước, không hở ra. Để anh thử em làm. Chào bạn ơi, chào bạn. Chéo nhau. Áo. Các bạn khi khâu lợn phải rất cẩn thận, nhưng không như tôi là chảy hết cả máu ở đây. Rồi, cái khâu. Ấn cứ ấn vào này. Tôi nghĩ là lần thứ hai tôi khâu sẽ tốt hơn lần thứ nhất, không hề bị chảy máu tay nữa. Quay con lợn này khoảng trong bao lâu thì được ạ? Con lợn này quay tầm 2 tiếng em ạ. Mình mang ra lấy màu bôi mật ong. Em này lấy mật ong em bôi luôn anh nhá. Ở đây mình nướng con thì nó khác gì ở Hà Nội không ạ? Có khác thì em, nướng con là nướng miếng nó khô, thịt nó khô lắm. Nó không được nướng nguyên thủy như cả con này. Thịt nó cũng là nó ướt, nó mềm, ăn nó ngọt hơn. Vâng, mùi rất là thơm rồi. Lợn đã chín chưa anh? Đây là chín rồi đây em ạ. Như các bạn đã thấy thì lợn bây giờ đã chín khá là đều. Nhưng mà có một vấn đề là do đây là lần đầu tiên tôi phết mật ong lên lợn, thế nên là có một số chỗ nó đậm hơn chỗ khác một chút. Nhưng đấy không phải là một vấn đề lớn lắm. Vì bây giờ sắp đến giờ chợ chiều rồi và tôi và anh mình sẽ mang lợn ra chợ bán. Cô có hay đến mua không hả cô? À thế ạ. Vị khách đầu tiên. Lấy đuôi ra đây đúng không? Chứ ơi, 6 lăng cả đuôi ạ. Em sẽ xem một miếng ở đây được không anh? Có vẻ là lần đầu tiên tôi chặt thịt lợn, thế nên là cái miếng thịt này nó không được vuông vắn lắm. Đây chắc là chưa đạt yêu cầu anh nhỉ? Chắc nó phải vuông hơn một chút đúng không? Em thử miếng này nhá. Thì rất là ngọt và thơm của mùi lá mắc mật và của mật ong rừng. Da thì rất là giòn. Mình sẽ ăn thêm một chút lá mắc mật nữa. Rất là ngon các bạn ạ.